tùy thôi. Bữa sau thấy sao nó chết vào lùm cỏ chỗ bầy bụi chuối. Nó thấy vậy là thịt đồ vậy nó cũng không rửa muối vậy chứ mình ăn nó yên tâm lắm. Nó bỏ tỏi băm vô nè, tỏi băm nhuyễn nè, một góc tỏi băm vô nè, gừng nó sắc nhỏ nè, nó gừng vô và hành tím 2 muỗng hạt nêm, cho nó 3 muỗng hạt nêm, 1 muỗng bột ngọt, bỏ cái màu lai vu vô nè, rồi bỏ vô đây lai vu đi rồi mắt trộn lên, chứ mình nấu quên nấu lai vu, mình có cái màu lai vu nè, mình ớp vô mình nấu luôn, mình nấu đi cho mình để cho chút, 5-10 phút để cho nó thấm vô hết, thì cái mình bắt lên mình khèo. Ốp gà xong thì giờ mình sắc cái đầu lá ghim này đi, khoai tây với cà rốt nè, rồi sắc trước cái cà rốt nè nha. Muốn heo, mình sắn này kiểu là bằng muốn heo. Nó bỏ gừng vô nè, hành tím nè, tỏi băm nè, đó, 1 muỗng muối nè, liêm nè, hạt liêm mới bỏ cho vô đây, 2 muỗng hạt liêm, 2 muỗng hạt liêm, muỗng lưng bột ngọt nè, 1 miếng đường phèn, rồi đầu lá ghim để nấu lá cu gà nè, nó bỏ vô đầu lá ghim vô trong cái nồi nước trước nè. Mình tay này mình để mình bỏ sao. Rồi nè, chảo nóng lên rồi mới chế dầu ăn vô để mới xèo gà nè. Rồi đó. Chảo nóng quá mới bỏ tỏi vô mới làm cho thơm tỏi nè. Nó cũng muốn thơ gà luôn nè, rồi nó cho gà vô nè. Cái khoai này nó sắp được rồi nè, mới bỏ gà vô, nó quậy quậy cái là bắt đầu nó sôi lên, nó dạo nữa đây. Rồi nè,
sữa đặc nè, nó cho sữa đặc vô trước nè, chế vô. Mình nấu lagu á, mình có chế sữa đặc vô nè, nó ngọt nè, cái nước của nó xanh xanh á. Rồi chút nữa mình chấm bánh mì ăn nó ngon. Cho nó thêm một miếng bột năng, nước bột năng vô mình quậy ra nè. Rồi xong là lagu. Lagu gà nè, nấu thử lagu gà. Sáng mà á đi chợ thấy có bán gà tre nè, cho con ăn miếng cho con ăn gà đi. Miếng cái đùi gà tre nha nè, rồi ăn nha con, ăn miếng khoai tây nữa, nước nước vô có chấm bánh mì ăn đúng rồi. Cái này béo dữ rồi nha, có nấu có sữa đặc nữa đó nè. Có sữa hả? Nay vậy ăn dọn ăn ngoài sân vậy? Trời, qua cúp điện, trời này nắng nóng quá, dọn ra cái đầy ra ăn được cái thôi để ăn luôn. Ăn ngồi sân ăn dưới bóng cây về cũng mát cũng ngon. Mình lúc này không có điện là thôi ở ngoài này, chứ mà vô nhà là nóng lắm ăn không có được. Ăn cái khoai tây này cũng ngon nè. Cầm cái đùi gà con ăn cái đùi gà. Thử có đùi gà thử coi gì năm nấu sao nha. Chấm cay. Ngon mà cay hả? Đâu có chấm muối đâu cay nè, mẹ ăn ngon là. Thấy không? Mình chấm bên đi. Ngọt thơm ngon quá. Gà mềm nữa, ngon quá. Mẹ cháu thật ra cho con ăn ngon lắm á. Ăn giỏi lên đi, chút đi học nha con ha. Con viết bài cho con viết 2 trang. Vậy hả? Ồ, viết 2 trang luôn. Cháu sẽ bánh mì ăn. Ăn cái này chấm với bánh mì ngon ha. Ngon, đám giỗ là hay nấu món này. Bánh mì nấu cà ri á. Món này là món tủ rồi. Chắc ăn thịt gà mà ăn để ý coi cái da gà tre này ăn nó giòn giòn ngon quá. Bữa có mấy dưa chuông bữa cho về nấu ăn ngon quá. Hôm nay là cái món này chắc phải học nấu tiếp rồi. Bye bye, bye. Chào tạm biệt.